hồ, cứ tưởng là năm cái hồ nằm cạnh nhau, hóa ra là nằm theo dạng bậc thang. Cứ leo một đoạn qua nhiều vách đá treo leo mạo hiểm thì lại đến một cái hồ xanh biếc nhỏ xinh. Bạch mã cái gì cũng mê, nhưng mà quỷ mê nhất là con thác Đỗ Quyên, siêu siêu hùng vĩ. Trời ơi, cái lúc mà quỷ vừa nhìn thấy con thác thì phải nói là thật sự ngơ ngác, ngỡ ngàng và choáng ngợp luôn. Từ trên đỉnh vách đá thẳng đứng thì con thác như một cái dải lụa trắng buông mình rớt thẳng đứng xuống cái vực sâu gần 300 mét. Các bạn cùng quỷ ngắm xem có đúng là nước bay xuống thẳng 3.000 thước, tưởng dải ngân hà tuột khỏi mây. Nếu đến Huế thì bạn nhớ dành ít nhất một ngày ở Bạch Mã nha, để biết bên cạnh một cố đô cổ kính trăm năm thì còn một núi rừng Bạch Mã nghìn năm cực kỳ và huyền bí mê hoặc lòng người. Tạm biệt mọi người.